Sau đây, xin mời các bạn thưởng thức bài thơ Hồi sinh, tức Revival của Man Lạc Mê. Đây là một trong số những bài thơ mà tác giả viết ra vào thời kỳ đầu của sự nghiệp. Chủ đề chính của những bài thơ này là minh họa một trạng thái tâm hồn, sự chờ đợi dai dẳng làm băng hoại hiện tại, hướng về những truyền tải trừu tượng của giác quan tâm hồn, tư tưởng và mộng ước. Những thứ mà cuối cùng tác giả đã tìm lại được, chờ đợi đó biến bài thơ thành một cánh cửa khép lại để từ chối màn đêm và mở rộng để đón nhận hy vọng và niềm vui vừa được tìm lại. Tác giả nguyền rủa những đau khổ đưa đến từ sầu muộn. Tuy nhiên, niềm sâu đó vẫn thường về trở lại. Bài thơ đượm một nét buồn nào đó, gần như nỗi tuyệt vọng, thể hiện trong lối dùng chữ gợi hình tang tóc như nấm mồ, hố thẳm vực sâu. Bài thơ cũng phản chiếu được sự mâu thuẫn giữa sự bất lực, đau khổ của tác giả và sự sung mãn mỉa mai trong thiên nhiên mùa xuân, biểu tượng của một lý tưởng ngoài tầm tay với. Hương cây cỏ nắng rực trên những hàng rào, chim muông bừng tiếng hót, cánh đồng bát ngát những nhựa xuân. Bài thơ này sẽ được nghệ sĩ Ngọc Quang thể hiện sau đây. Xuân còm cõi tiến đông đi buồn bã, đông của thơ đông bình thản trong ngần, và tang tóc trong hồn trong huyết quản, hồn tiêu ma theo với tiếng ngáp dài. Hoàng hôn trăng ấm trong hồn đang thắt, trong chiếc còng như một nấm mồ xưa. Ta lang thang buồn sau cơn mơ đẹp, khắp cánh đồng bát ngát những nhựa xuân. Ta gục ngã mệt vì hương cây cỏ, mặt ta đào một hố lấp cơn mê, cánh đất ấm nơi hoa xuân vừa mọc. Khi lịm xuống ta chờ cơn phiền muộn, lên khi rào rực nắng với chim muông bừng dậy hót trong hoa và trong